sinh quán ở Hải Dương, Bắc Việt. Năm 1954 thì tôi theo gia đình di cư vào Nam. Tôi định cư ở Sài Gòn và tôi đã tốt nghiệp Đại học Dược khoa Sài Gòn năm 1974. Tôi hành nghề dược sĩ nhưng mà chỉ được có vài tháng thì xảy ra biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Sáng ngày 30 tháng 4 tôi vẫn mở cửa tiệm thuốc của tôi ở bên Khánh Hội. Thì khi tôi mở cửa thì tôi thấy bà con ào vào mua sữa bột, Wigo, mua mì gói và mua những chai nước suối. Thì tôi mới ngạc nhiên, tôi hỏi tại sao lại mua nhiều như vậy. Thì họ nói là chị là, ô chị không biết là ở ngoài bến cảng có cái tàu Trường Xuân nó sắp đi Mỹ. Thế là tôi bỏ của chạy lấy người. Sang Mỹ thì mấy năm đầu nhờ tôi có một chút vốn liếng tiếng Anh học từ hồi trung học, cho nên tôi đi làm thông dịch viên cho Hội Bác Ái USCC ở Lafayette, Louisiana. Nhưng mà đồng thời tôi cũng tìm cách để đi học lại. Tôi đã nộp đơn xin học ở rất nhiều đại học. Và sau khi trắc nghiệm thì tôi đã được University of Texas nhận cho vào năm thứ 3 của Đại học Dược khoa. Và chỉ trong hơn 2 năm thì tôi đã tốt nghiệp bằng cử nhân dược khoa của UT Austin. Tôi hành nghề dược sĩ ở bệnh viện MD Anderson Cancer Center ở Houston. Cho tới năm 2008 thì tôi đủ tuổi về hưu. Theo như nhận xét của cá nhân tôi thì người phụ nữ Việt Nam đã được tiến rất xa trong mọi lĩnh vực nhờ công lao của các vị nữ lưu như bà Ngô Đình Hưu hay là bà Nguyễn Văn Thiệu, mà vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội được nâng cao. Trong thời chiến họ đã phải hy sinh rất mất mát rất nhiều, chồng đi lính, người vợ ở nhà một mình phải cáng đáng mọi việc trong ngoài, họ gần như gánh đất nước trên vai. Sau năm 75 các gia đình bị kẹt lại thì các ông chồng hay là những người con phải đi cải tạo. Các bà mẹ, các người vợ ở nhà phải đương đầu với một hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Họ vừa phải bươn chải để kiếm cơm nuôi sống các con, cũng như phải lo nuôi các ông chồng bị tù tội. Những người may mắn mà thoát ra được hải ngoại thì cũng vất vả không kém. Họ phải cố gắng để hội nhập vào một môi trường mới. Họ phải hy sinh bản thân của họ vì tương lai của các con, nuôi các con ăn học và duy trì nền tảng gia đình. Tôi có thể ví đây là những bà Trưng, bà Triệu của thế kỷ hiện đại. Họ không cưỡi voi, nhưng họ rất can đảm, rất kiên trì và có rất nhiều bản lĩnh. Hình ảnh của lá cờ vàng, ba sọc đỏ đã in sâu vào trong tâm trí tôi từ thời học sinh tiểu học, từ trong những buổi sáng đứng xếp hàng chào cờ. Lớn lên tôi mới hiểu ý nghĩa của lá cờ vàng. Nó rất là hài hòa, nó tượng trưng cho ba miền Trung Nam Bắc, ba dòng máu đỏ cùng chung một màu da vàng. Tôi yêu cờ vàng và tôi hăng hái tham dự các cuộc vinh danh cờ vàng ở khắp nơi trên nước Mỹ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Trong khi đó thì môn thể thao chạy marathon thì cũng không xa lạ gì đối với những người phụ nữ Việt Nam ở hải ngoại. Trước tôi thì đã có một số người phụ nữ Việt Nam đã chạy marathon, cũng như đã có người đã từng chạy vòng quanh thế giới. Năm tôi 70 tuổi thì tôi tình cờ đọc được một mẫu tin về nhà leo núi Craig Van Hoy. Ngày 17 tháng 5 năm 2004, ông đã cắm cờ Việt Nam Cộng Hòa trên đỉnh Everest, tức là đỉnh cao nhất của thế giới. Tôi nảy sinh ra một ý định là vì tôi là một marathoner, tôi sẽ cắm cờ vàng ở một miền xa nhất của thế giới,
tức là Antarctica, là miền cực nam của trái đất. Và tháng giêng năm 2020 thì tôi bắt đầu tham dự cuộc chạy 8 half marathon ở 8 lục địa trong 8 ngày liên tiếp. Ngày đầu tiên là ngày 21 tháng giêng năm 2020. Tôi chạy ở New Zealand. Trong những ngày kế tiếp thì tôi chạy ở Australia, Asia, Africa, Europe, North America, South America và cuối cùng là tôi chạy ở ngày cuối cùng là tôi chạy ở Antarctica, tức là Nam Cực. Trong lúc chạy thì tôi tìm mọi cơ hội để dâng cao cờ Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là ở Nam Cực. Và ngày 29 tháng giêng năm 2020, lần đầu tiên cờ Việt Nam Cộng Hòa đã được tung bay ở Antarctica. Để ghi nhớ cuộc chạy bộ hiếm hoi của đời người này, tôi có thực hiện một YouTube với tựa đề Hành trình của một lá cờ bất khuất. Trở về Mỹ, thì tháng 2 năm 2020, tôi gia nhập một cái hội gọi là 50 States Half Marathon Club. Thành viên của hội này sẽ chạy half marathon trong mỗi tiểu bang, kể cả Washington DC. Tháng 8 cho tới tháng 8 năm nay, tức là năm 2022, thì tôi và Cờ Vàng đã chạy xong 49 tiểu bang và xong Washington DC. Hawaii là tiểu bang thứ 50 và tôi đã dự định sẽ chạy vào tháng giêng năm 2023. Và như thế là tôi sẽ hoàn thành một cuộc hành trình nữa của lá cờ bất khuất. Marathon là một môn chạy, một môn thể thao rất là dễ dàng, rất là bao dung, rất là rộng lượng. Ai cũng có thể tham dự cuộc chơi này, không phân biệt già hay trẻ, lớn hay bé, giàu hay nghèo, trắng hay đen, vàng hay nâu. Tôi thì luôn luôn rất xúc động mỗi khi tôi đứng trước, đứng trong một đám đông, có khi, đôi khi lên tới 40-50 ngàn người. Lúc đó chúng tôi đang chờ cái còi báo hiệu để khởi động cuộc chạy. Tôi nhìn chung quanh tôi thấy tất cả những khuôn mặt rất khỏe mạnh, rất cảm xúc, rất say mê. Và tôi, một bà già hơn 70 tuổi, một người tị nạn Việt Nam, một người đến Mỹ với hai bàn tay trắng, mà tôi được chia sẻ những cảm xúc này, nó rất là tuyệt vời. Và tôi đã cảm ơn Thượng Đế đã ưu đãi tôi. Trong lúc chạy thì tôi suy nghĩ miên man đủ mọi thứ chuyện. Tôi cũng rất hứng thú với đám đông, họ đứng để cổ võ tôi dọc theo lộ trình chạy. Họ đem cho chúng tôi nước giải khát, bánh kẹo hoặc những trái cây đã cắt sẵn. Họ đem những tập biểu ngữ rất là vui nhộn. Ví dụ có biểu ngữ nói Go random stranger, go, tức là một người lạ quắc chạy đi. Hay là có câu Should I call you an Uber? Tức là có cần tôi gọi Uber cho you không? Kỷ niệm đáng nhớ nhất là trong khi tôi chạy thì có những người chạy đuổi theo tôi rồi hỏi về lá cờ, hỏi tại sao tôi cầm lá cờ. Thì tôi rất là hãnh diện để khoe với họ nguồn gốc của lá cờ cũng như tại sao tôi cầm lá cờ. Còn những người bạn chạy thì họ rất là quen thuộc với hình ảnh của tôi đang chạy và cầm lá cờ. Nhiều người họ chụp hình rồi gửi lại cho tôi. Khi mà Nga xâm lăng Ukraine, là vì nó rất tương tự với sự liên hệ giữa Trung Cộng và Việt Nam, thì tôi rất là cảm động và tôi chỉ biết ôm họ và nói lời cảm ơn. Nói chung thì mình có thể chia làm hai thành phần trong nước và thành phần hải ngoại. Ở trong nước thì mặc dù chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cố tình bưng bít,
Nhưng người trẻ Việt Nam trong nước vẫn nhận thấy là một đám lãnh đạo tham lam gian ác. Họ chỉ dùng cái chiêu bài của Đảng, họ dùng danh nghĩa của Đảng để mưu cầu lợi ích cá nhân. Có những người trẻ đã rất can đảm và dám đứng lên nói lên sự thật. Tôi rất khâm phục các bạn ấy và tôi rất sẵn sàng làm hậu thuẫn cho các bạn ấy. Ở hải ngoại thì có một số là du học sinh, là con ông cháu cha của Đảng Cộng sản. Họ hoàn toàn không nghĩ gì sâu xa về đất nước. Và cũng vì họ cũng không ở trong cái hoàn cảnh phải suy tư về nguồn gốc của họ. Đối với những người này, tôi muốn nhắn nhủ họ nên tìm hiểu về miền Nam Việt Nam trong thời chiến một cách khách quan. Tôi lấy ví dụ một nữ văn sĩ người Bắc khi lần đầu tiên đặt chân lên miền Nam đã ngồi ôm mặt khóc trên lề đường Sài Gòn vì bà thương tiếc cho Sài Gòn hoa lệ của những ngày đã qua. Vì bà khám phá ra rằng những người chiến thắng trong cuộc chiến chỉ là một thể chế man rợ. Một thành phần ở hải ngoại còn một thành phần là con cháu của người Việt tị nạn. Thì họ suy tư rất nhiều về nguồn gốc của cha mẹ họ. Với giới trẻ này, tôi xin chia sẻ rằng miền Nam Việt Nam tiền Cộng sản là một thời điểm vàng son nhất của lịch sử Việt Nam. Họ nên tìm hiểu về một thời điểm rực rỡ, một điều gì đó rất đẹp đã mất đi. Trọng tâm của buổi nói chuyện hôm nay là nói về miền Nam Việt Nam. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa, cũng là miền Nam Việt Nam. Nơi đây tôi đã được lớn lên, được đi học từ tiểu học cho đến tốt nghiệp đại học dược khoa mà không phải tốn một đồng lệ phí nào. Tôi được đào tạo trong một môi trường giáo dục lành mạnh, trong một khuôn phép lễ giáo và nhân bản. Năm 54, gia đình tôi đã phải bỏ hết của cải, gia sản, bỏ trốn Việt Cộng, di cư vào Nam. Và nơi đây chúng tôi được hưởng một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vì thế cho nên năm 75 khi phải trốn một lần nữa, trốn chạy Cộng sản, bỏ nước ra định cư ở nước ngoài, thì lá cờ vàng luôn luôn ở trong tim tôi. Đó là miền Nam Việt Nam, đó là My South Việt Nam. Người Mỹ nó nói I run for medal, là tôi chạy là tôi chỉ muốn có huy chương, nếu không có huy chương là tôi không có chạy. Thì khi mà tôi chạy tám cái lục địa, thì đây là những huy chương của từng lục địa một: New Zealand, rồi Australia, Singapore, Africa, Europe, North America, South America and Antarctica. Sau khi mà tôi đã hoàn tất được cuộc chạy 8 lục địa, thì tôi nghĩ là tôi sẽ đem cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa đi khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ. Và tất nhiên tiểu bang đầu tiên là Texas. Rồi sau đó thì những tiểu bang theo sau đó, là tổng cộng là tôi đã chạy được 49 tiểu bang. Tiểu bang số 49 là Alaska, tức là cũng trùng hợp với vị trí của Alaska trong lịch sử nước Mỹ. Cũng không quên là tôi đã chạy Washington DC. Washington DC thì không phải là một state, so nó được để riêng ra một vị trí khác. Tôi còn một chỗ trống để dành cho tiểu bang Hawaii, là tiểu bang thứ 50. Và tôi sẽ chạy nó vào tháng Giêng năm 2023. Lúc đó tôi sẽ hoàn tất một cuộc hành trình nữa của lá cờ bất khuất.
Sau khi mà tôi hoàn tất 50 tiểu bang và Washington DC, thì tôi có một mục tiêu khác là tôi sẽ hoàn tất 100 half marathon trong cái lifetime của mình. Thì đây là những tiểu bang, những cái huy chương mà nó là lặp lại của những tiểu bang khác, hoặc là những cái huy chương mà tôi đã chạy tổng cộng lại, thì tôi đã có đấy, tôi sắp được gần 100 half marathon rồi. Còn đây là những huy chương mà tôi đã chạy full marathon, tức là 26.2 mile, cũng là 42 cây số. Thì tôi chạy cũng rất là mệt, nhưng mà tôi đã giành được những cái huy chương rất là lớn. Tôi đã chạy Texas rất là nhiều, nhưng mà tôi đã chạy một cái full marathon ở Paris. Và tôi cũng chạy cái Chevron, một cái full marathon. Cái Chevron là một cái race rất là được ngưỡng mộ ở Houston. Đây là những giải thưởng mà tôi nhận được là vì cái age group của mình. Tôi là thuộc loại age group là vì cái số tuổi của mình. Tôi là trên 70, thành ra là mỗi lần tôi chạy là tôi thắng họ.